Yo, hello, what's up, chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đây mọi người nha. Chào anh em, game này tại xe mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đây bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, về đầu video anh em xin like và một subscribe của channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video chiều nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nụm quà gift code mới của Lamy. Anh em thấy Lamy vừa cho quà gift code ngon thật sự luôn các bạn. Ngoài ra thì cùng nhau đi đập 600 thùng bia ở hạc tôi luôn. Bắt đầu xả thùng để săn kit qua lâu anh em. Ngoài ra thì có một thông tin mới. Ừ, nghe bảo mở đây anh em, từ từ nó qua, từ bình tĩnh các bạn, đi từng thứ một. Đầu tiên là quà gift code mới anh em nha. Quà vui vẻ cuối tuần. Bữa nay Lamy có quà vui vẻ, quà VIP code ngon nhỉ, 30 thùng bia anh em. Ừ, lượm nhanh gọn lượm vội. Cuối tuần cho quà này lượm vội anh em. Tiếp theo một thông tin nữa, đó là nhà phát hành của chúng ta đã chính thức mở gói VIP 19-20 anh em. Như chúng ta đã biết thì trước đây chúng ta gói VIP 18 là cao nhất anh em, hiện tại là đã qua rồi nha. Không biết là có chuyển cái đô đây không anh em. 19 gì đây? 19 gì đây? Thuyền Pepuri Zura thì anh em bảo vật. À bảo vật. Gây thêm 125 tốc độ, 25 trong máu, 3% tốc độ. Uầy. Bảo vật tốc độ ạ. Ừ, nghe cũng khét đấy. Đây trận 20 chắc là chuyển cái đồ. Cũng không các bạn. La bàn hải tạc bảo vật gây thêm 120 tốc độ, 23% công và 50% thương chuẩn. Bên này thì tăng máu và tốc độ anh em. Bên này thì tăng công và sát thương chuẩn. Ui, hai quả bảo vật xịn đấy nhờ. Thề hịn giá man các bạn. Thề các bạn, hai quả bảo vật này đá giá man luôn. Nhưng mà không biết khi lấy không, các này trong theo mấy bác VIP review thôi. Anh em mình làm gì có cửa. Thôi xong việc phụ giờ vào việc chính anh em. Tới luôn. 600 thùng bia đúng không? 600 là còn lại 460 thùng à, 470 thùng. Ok, ui, theo tôi còn lại 470 thùng anh em, thao tuần sau đập rồi. Thôi kệ anh em, vấn đề đấy không quan tâm, trước mắt là mong rằng 600 thùng bia này khởi đầu san gì anh em sẽ ra được. Ui. Đùa. Cũng phẩm nhân đấy nhưng mà cho anh kít đi. Nào, sắc thần rồi nhỉ. Tháp thần à, tháp thần hay là táp cáp thần nhỉ. Cáp thần như này kit nhỉ anh em. Nói chung là kit vệt dài. Nhưng là người ta kit Wallo đây anh em, đưa đâu. Anh không bắn vào trai nữa rồi, bởi vì anh đã bị mất một cánh tay cho Tứ Hoàng Xuân Tóc Đỏ. Đưa rằng nói là vậy nhưng mà theo lời của kit là kit chưa được gặp mặt Xuân Tóc Đỏ. Vậy ai đã là người chặt tay của anh ấy? Chắc là một thành viên trong của băng Tóc Đỏ thôi anh em. Đấy, chưa vứt được râu hồn đã bị chân đạp gãy tay rồi. Càng đét. Vâng, khởi động thì mới được có 2-3 rồi anh em, chưa thấy ai nữa. Ờ, tình hình anh em đập thùng sao rồi? Mượt mà chứ. Tình hình ổn chứ. Ổn không? Comment coi nào. Đùa quả bữa nay, nhưng mà nói là nói anh em vui nhìn đến em phát hành cho quả 30 thùng bia ngon. Xin Goku ạ. Đùa ra được chị đẹp Nami đây, quá đỉnh anh em. Vớt cho chị đẹp Nami đây, tuyệt vời luôn. Tiếp nào. Vì sát. Ok, tới luôn. Vẫn là vi sát. Tiếp tục anh em. Hôm nay 600 thùng bia không vớt được nếu một cháu kít à. Ok, đừng đùa vậy chứ. Ui. Anh đô ạ. Ừ, anh đô anh em. À, tối nay tôi có mấy kèo đây. Mai lên sóng clip cho anh em xem mai có mấy kèo anh lận các bạn. Mấy kèo đập thùng lận. Tha hồ cho anh em xem. Papi. Tiếp tục. Lên nào. Lên tiếp anh em. Ok. Quang đấy nhờ. Ừ, quang dám lan các bạn. Vâng. Nhanh quanh đấy giờ như mới được 4 cháu đó anh em. Bụng cháu Sengoku, Kaido, 2 anh 3, 4 cháu các bạn. Ừ, càng đấy. Từ đầm đất phát này phải ghé qua fanpage xem tình hình em thùng thế nào chứ nghe căng quá. Kìa, sẽ là bàn rồi. Ảo thế nhờ. Ừ, vậy đi. Ảo thật đấy các bạn. Ở kìa nữa. Thâu nào, vui vẻ ông vạo nào. Càng thế.
Ok, tiếp tục nào. Relay. Minh Vương Relay. Ăn nữa anh em. Vichat. Ok, chúng ta còn 300 thùng nữa. Ra ngoài đây anh em. Không phải nói bạn toang thế nhờ. Qua fanpage coi anh em. Qua fanpage xem tình hình thế nào nào. Vâng, bên fanpage thì cũng không chưa chưa có gì hết anh em. Đi tập nhóm coi. Tập này chắc lần này phát hành cho nên bài đúng không? Em một à, thế nào? Nhà phát hành chừng nào cập nhật kit trong chiêu mộ vậy? Đây lý do vì sao tôi bảo nhiều anh em, tôi bảo anh em là để tối đi. Để tối đi. Ok, và giờ vẫn được nhiều anh em email skip à. Ok, giờ vẫn được nhiều bạn bị 3S anh em. Vì beta nhưng vẫn còn là mạnh lắm. Dâu đen à, dâu đen thì phải bàn. Thế nó cứ sao sao ý mọi người cho ý kiến với. À, nó có bác test rồi à? Tối nay tôi mới test anh em. Ui, những quả anh ra một mình trông xịn nhờ. Cái lớp giáp trông thế khỏe gớm anh em. Lớp giáp khỏe chưa? Lớp giáp khỏe anh em, chắc ulti phát đội bạn bay màu quá. À không, tấn công được 3 người chứ mấy. Ui. Ôi, tôi test thêm anh em, thế được rồi, chỉ số kit bao quá. 19 sao rồi à? Nhìn ngoại hình. Kit nổ đẹp lắm. Ừ, kit nổ thì bao đẹp rồi anh em. Đây, có bác một bác được rồi. Ui trời ơi. Rớt nước mát, da là ngon rồi anh em ạ. Tầm này thì đừng có đòi hỏi nhiều, da được là mừng rồi. Yo. Hè nhân phẩm giá man. Ô chưa thấy anh em nào khoe ảnh đập thùng nhờ. À đây 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 đây. Được 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 một bạn rồi anh em, được một bạn khoe đập thùng rồi ạ. Càng đấy. Càng đấy anh em. Vậy game thôi các bạn, tiếp tục nào, tôi còn 300 thùng nữa càng đấy. Một kiện nỡ tay một phát rồi. Thôi kệ anh em. Càng nhờ. Nãy giờ mới có một bác đập ra được một cháu ạ. Trời ơi. Quả lăng quả này chắc là tôi đã úp được 10 sao thôi anh em. Cà rốt. Rồi vớt vớt nhau cái thêm 1-2 form nữa thôi là lên được E1 rồi. Caption kit đâu rồi? Sanri Shiru. Quá khủng khiếp các bạn. Trời ơi, khủng khiếp quá, quá khủng khiếp luôn anh em. Kobe. Sanri. Tiếp tục nào. Ok, tới luôn đi. Barbecue. Tới nào anh em, Siru. Ok, đừng nói vậy chứ. Luffy NV, Pitmom. N. Thêm cháu nữa, rồi thêm cháu nữa luôn. Không có bạn, uầy ba cháu luôn. X3, X2 đầu hoàng nha. Cũng ra gì và lẻ nọ đấy, nhưng mà này nọ gì đâu thì không biết anh em. Ra thì cũng ra đấy, nhưng mà ra gì thì cũng không biết luôn. Ôi giời ơi, caption kit thì như nhà phát hành quên chưa cập nhật vào chiêu mộ thì phải, mà tôi chiêu mộ hơi sớm anh em. Hôm nay thế nào ạ? À? Áo này lại cầm mặt kính cho chiêu mộ trước này. Giờ nghỉ tay thì không đành, mà chiêu mộ tiếp thì không nỡ anh em. Thề cảm giác hoang mang giá man luôn đi ạ. À. Điện máy xanh khuyên mái gì lúc này, không phải lúc này. Tiến nùi không xong các bạn, trời ơi, tiến cũng không nỡ mà nùi không được. Đập thì đập rồi, giờ dừng thì cũng vậy. Cay thế nha. Ơ kìa, đùa ảo thật đấy. Đùa chắc là quên chưa cập nhật kit vào đây thật rồi. Nên fanpage chưa thấy ai khoe là biết rồi. Mình lại lừa rồi, lại bị ăn quả lừa rồi. Cay thế nhờ. Ok, tới nào. Ok, em ơi, thì tới luôn.
nắm chặt tay không buông. Cà rốt. Papi en. Rồi, đoạn sau này NS ra nên nhiều đấy anh em. 600 thùng bia đã bay màu anh em. Mấy các bạn thấy sao? Cá nhân tôi không biết nói gì nữa anh em. Nụng thôi các bạn, nụng thôi. Phải nụng quà anh em, nụng quà. À. Không biết nói gì nữa luôn các bạn. Cảm giác đúng kiểu cay giá ma nè. Khá mỉm đúng không? Ui vừa đẹp anh em, vẫn nhận được kit ở đây. Không ít thì nhiều thôi cũng được các bạn, vừa đủ 10 sao. Ok, 31, ngon anh em, thôi cũng đủ cúp kit 10 sao cũng được rồi. Biết thế chứ biết sao giờ anh em. Đám cốc bia vàng nữa nhờ, ừ có 5 cốc bia vàng nữa anh em, 150 thùng nữa cốc bia nữa ngon. Thôi giờ lại tranh thủ tích thùng thôi ạ. Nói chung thì anh em tranh thủ online nhận quà gift code mới của Lamy anh em nhé. Ngoài ra thông tin cập nhật VIP thì cũng chỉ anh em ngó thôi, tôi nói rồi, anh em chúng ta ngó cho vui thôi chứ đâu cũng chả đến lượt đâu. Đó, nếu bác nào có làm lên VIP 20, 19, 20 thì mượn review cái thì cảm ơn rất là nhiều ạ. Ok, đâu thì video ngày hôm nay thì chắc thôi. Tôi cũng xin phép kết thúc anh em tại đây. Đợi anh em ở clip theo, cảm ơn các bạn đã theo video kênh cho Tự Đường Vốn rất nhiều. Đừng quên đăng ký và chuông thông báo để tôi tham gia event may mắn bên kênh và tham video test kit của tôi nhá. Giờ thì bye bye mọi người.